quỷ thế nào? Hát quá. Đừng có hòng. Cậu nghĩ mình đang làm gì hả? Lấy thứ thuộc về tớ. Ôi không. Nghiêm túc đấy hả? Đầu tôi đau dã man luôn. Tóc của em rối tung rối mù. Giúp em. Chẳng gì bằng vàng. Thực ra đó là thứ mà em cần. Dễ chịu ha. Đã đủ lâu chưa? Xin chào làn da căng mịn. Wow, ưng cái bụng. Nhưng cái miệng đó, thế ghê quá nha. Chăm sóc răng miệng không phải chuyện đùa. Đánh răng thôi gái ơi. Bắt đầu nào. Mảng bám biến đi. Thật hoàn hảo. Hả? Không. Đẹp cứ mèo. Đưa cho chị. Có chuyện gì vậy? Mình vẫn nghèo rất mồng tơi. Khoan đã. Nhìn qua bên này. Đây là nơi nào? Gian. Ui à, đừng lúc mình đang đói. Có hơi mặn mặn. Dưỡng da nào. Hả? Cứ tin chị nhá. Để chị trà cho thật kỹ. Hoàn hảo. Và rửa sạch. Đó, lộng lẫy. Làn da hoàn hảo đáng chờ đợi. Mình đã làm gì thế này? Oops. Hình như mình trả hơi mạnh tay. Làm mơ là ơn trời. Hàm răng của gái trông gớm quá. Khoan, kiệu cao su. Chuẩn không cần chỉnh. Nhiều mảng bám quá à. Lại trắng tinh tươm rồi. Cảm ơn chị. Ơ, răng mình thì quá thảm. Thân ngon ngào. Có chuột chết à? Em đó sao Barbie? Hồi khiếp. Ồ. Nhưng chị xử lý được. Nhặt hết răng đi nè. Bãi kẹo cũ. Gái bẩn quá nha. May mà xong rồi. Tắm thôi. Nước ấm đúng như em thích nha. Hãy nằm đây mà thư giãn. Cần bật tắm thì sao? À hả? Hãy tận hưởng. Nhưng khoan đã. Hả? Em là người sói à? Chẳng gì mà dao cạo nhỏ không thể khắc phục. Lông dày quá. Xấu hổ chết mất thôi. Ôi trời đất. Rồi sao thì ra ngoài thế nào? Có gì xa xỉ hơn một chiếc áo choàng cơ chứ? Chắc chắn là không có. Oh baby baby. Woohoo. Ui da. Em không sao chứ? Hình như là có sao đó. Đau lắm. Ném cho em ít vụn xuống đây đi. Cái gì? Chỉ có một ý tưởng còn hay hơn. Đó. Một bồn tắm dành riêng cho em. Nhưng phải lấp đầy nó cứ đã. Này, thêm một chút đất nữa nhá. Và thành phần kỳ diệu của chúng ta. Một chai nước cũ. Khỏi khách sáo. Không không không. Có. Nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, lạnh quá. Đất bẩn ở khắp mọi nơi. Không nghe thấy em. Mà chờ một chút. Em thích Skittles nhỉ? Không phải trong bồn tắm. Hết rồi. Ui, xin lỗi nhá. Đừng giả vờ. Nhưng em sạch rồi. Chúng ta cần một bộ trang phục mới. Khá dễ thương phải không? Tự thiết kế từ A tới Z luôn. Khoan, gì thế? Ô, rơi lên em hả? Chị xin lỗi. Tròn quá. Mình có thể thổi to đến mức nào? Ui da. Chuyện này thật xui xẻo. Dính cả lên người em. Tạm biệt bộ tóc cũ. Cứ ngồi yên cho chị. Chê gì đã thấy đẹp hơn. Xanh điệu ghê. Chỉ còn vài sợi nữa thôi. Em bị chọc rồi. Vậy là được rồi. Không còn bãi kẹo. Đúng rồi. Trên người chị có rất nhiều vàng. Chào mừng những lọn tóc mới bằng vàng. Wow. Bộ tóc lấp lánh kìa. Thật lộng lẫy. Em ấy đẹp xỉu luôn. Nhưng mình vẫn có thể làm tốt hơn. Lấy một đoạn dài. Tóc đuôi ngựa xì tin. Đáng yêu quá đấy mất. Ôi cực vàng của chị. Trời ngon tuyệt cú mèo. Thật ngọt ngào. Mình có một ý tưởng hay. Hãy hôn tạm biệt mớ tóc rối. Yểu. Nó vẫn còn dính chặt nè.
Ôi không, tóc của em kìa. Đừng bận tâm, đã đến nước này thì đành dùng biện pháp mạnh. Cắt baby, hãy tin tưởng quá trình. Em không tin đâu, tóc em. Wow, đẹp hết sảy luôn. Điều đó làm chị nghĩ chị sẽ làm tóc mới cho em. Sẽ chỉ mất vài phút thôi, không lâu đâu. Sắp xong rồi, biến mọi tin xấu này thành điều gì đó tốt đẹp. Một thứ gì đó cực kỳ tốt. Chừng đó chắc là đủ rồi. Nhưng mình muốn tóc xoăn thật nhiều mới được. Wow, đẹp quá nè. Và thật dễ dàng. Dán lên đều. Xin chào bộ tóc xoăn tuyệt đẹp. Càng lúc trông em càng dễ thương đấy. Nhưng chỉ còn một việc. Màu sắc yêu thích của em. Vậy em có thích không? Chị thì mê. Wow, không đời nào. Chiếc giường đẹp quá. Mình muốn tất cả luôn. Tưởng gì chút tiền thì chị đây không thiếu. Mua sắm thả ga nào. Và mình chỉ cần tiền thôi. Đặt một tờ tiền lên bàn. Chỉ với vài lần gấp cẩn thận, bạn có thể biến nó thành một món đồ cực ngầu. Chờ xíu nha. Đó, rất nhiều luôn. Và tất cả là dành cho em. Xong. Còn cả trên nữa. Toàn là tiền với tiền. Em được làm bằng tiền cơ ạ. Hết nét chấm. Bây giờ hãy thể hiện sự phù hợp đó. Cô đang mặc gì vậy? Barbie bên này nè. Cứ từ từ sẽ được ngắm ta mà. Chúng mình nổi tiếng rồi cơ ạ. Cứu em. Gì? Barbie? Chị mau đến đây giúp em. Thủ dáng ngu ngốc. Để tao yên. Tao quá xinh đẹp, mỏng tránh ra. Yeah, đánh cho như tử luôn. Ok, em xử nó rồi. Nhưng nhìn em xem, quần áo rách tả tơi rồi. Này, biết tất cũ. Thấy có triển vọng hơn đấy. Chúng ta sắp có trang phục lộng lẫy rồi. Thế này là đủ dài rồi đó nhỉ. Dù sao mình cũng chưa từng thích chiếc tất này. Đây, mặc thử nào. Cưng xỉu. Hết nước chấm. Em còn xinh hơn trước nữa. Khỏi khách sáo. Lũ bọ nên tấn công em thường xuyên hơn. Ups. Miễn em thích là được, Barbie. Không công bằng. Vài bên kia xinh hơn. Chán như con rán. Của tớ. Tụi à, mình sẽ mua búp bê Barbie này. Này. Quá chậm leo leo. Không công bằng. Tại em đen thôi. Hết hàng rồi. Hết Barbie rồi á? Cửa hàng dở hơi. Có ai gọi nơi này là dở hơi hả? Từ từ đã. Cháu đã bị bệnh. Nhưng cháu không hiểu. Không, cháu không phải kẻ trộm. Barbie, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Cháu đang đào đường thoát. Quá chậm. Hả? Đây là gì? Chẳng có gì ngoài sàn gạch. Cách này không ổn. Khoan, biết rồi này. Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Cách này chắc chắn dựa. Siêu sức mạnh đã kích hoạt. Cố lên. Ôi không. Ai mà lường trước được. Này, thu đầu vào. Chui vào. Đừng lo lắng Barbie. Tớ sẽ tìm lối thoát khác. Thực ra Bingo. Cùng thoát khỏi nhà tù nào. Hả? Lại chờ con bò gì kia. Mỗi người một cái tính. Trời ạ. Bà khiếp. Thấy ghê quá. Cái gì? Mới có 5 tiếng thôi á? Còn rất nhiều thời gian. Mình không thể chịu được nữa. Hãy nhìn vào đây này Sabi. Tớ tự kéo vào đấy. Một cây búa. Còn gì đây? Cách xây một nhà tù tí hon. Tất nhiên rồi. Tớ biết phải làm gì rồi. Đầu tiên phải xây một cái lồng. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng bằng vật liệu gì? Khoan, nơi này đầy kim loại. Bắt tay vào việc thôi nào. Gần được nè. Có rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Mình cần thêm. Ok rồi. Bắt đầu quá trình xây dựng lồng. Nhưng mình cần một bức tường. Không có gì mà bìa cứng không thể sửa. Mà nâu xấu òm. Màu này nhìn đã thấy ảm đạm. Cậu nghĩ sao Barbie? Nhìn ngón tay đi. Được đấy nhở. Son môi của tớ. Màu hồng hợp mọi nơi.
chưa gì đã đẹp hơn hẳn. Một bức tường hoàn hảo, vừa như in luôn nè. Cậu thấy thế nào? Lồng đẹp quá đi mất. Cả hai đứa mày nhìn lại ở cho tôi. Tiếng gì vậy? Trời, ăn kèm sướng quá đi. Ừ, eo ơi, thôi kệ đi. Gì nữa đây ta? Bồn tắm. Cậu cần tắm đấy. Kèm ngon bá cháy bỏ chết. Aui, gì vậy trời? Một hộp đựng kem đã hết, hoặc là một bồn tắm mới, dù sao nó cũng là của mình. Nhưng mà siêu đơn điệu, đã đến lúc trang trí rồi. Còn vòng tay của mình thì sao? Nhỏ nhưng có vỡ. Hãy xem phép màu đây. Với một ít keo và sự kiên nhẫn, mình có thể trang trí mọi thứ. Được rồi, đến giờ ngâm mình rồi. Từ từ, chúng mình có thiếu gì không? Khoan, cần có nước. Cần cả miếng này nữa. Đây rồi, mình sẽ xả nước cho nó ướt. Đó, đẫm nước rồi nha. Tiếp theo là xà phòng. Nó ở đâu rồi ta? Mình chẳng muốn biết đâu. Cậu ấy sẽ chẳng để ý. Ok, có đủ đồ rồi. Chúng ta tắm thôi nào. Và tớ đang tạo bọt. Ổn chứ? Thì tớ đã thấy sạch hơn. Rất sẵn lòng phục vụ công chúa. Ồ, thư giãn quá kìa. Cậu ngủ quên luôn. Tớ đưa cậu về giường nha. Mình lo lắng có đây rồi. Phải ngủ đủ giấc mới khỏe đẹp. Và tất nhiên là một tấm chăn. Hai lớp cho công chúa của tớ. Ngủ ngon. Còn mình sẽ ăn vặt. Tớ biết rồi. Ghê quá. Tớ sẽ làm giường tử tế. Tớ biết tìm ở đâu rồi. Phải làm cho nó êm ái. May mà tớ có rất nhiều rác. Nhét đầy vào hộp. Hoàn hảo. Vậy là ổn rồi. Trang trí nữa thôi. Cơn mưa kêu rán này bà con ơi. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy là ổn rồi. Xong. Giờ mới đến phần vui. Hãy xem đây. Nhưng mà chưa xong đâu. Giờ thì làm ván đầu giường. Tớ không thích màu này chút nào. Được rồi. Vậy hãy tìm màu khác nào. Được không? Màu nâu không? Tớ chỉ có thế thôi. Ê, tớ thấy hoa văn này cả nhà ơi. Ván đầu giường cực xinh luôn. Barbie sẽ thích nó. Nhưng còn giải này thì sao? Đúng rồi. Mình sẽ quấn nó quanh giường. Chuẩn luôn. Cậu không cần phải ngủ trên sàn nữa. Cũng không lo có con trùng. Ngủ ngon nha baby. Hả? Lại nữa hả? Trời, nãy thì khát khôn. Giờ thì lại mắc đi cậu. Wow. Đợi chú 10 phút nha. Hoặc 20. Thấy ghê quá. Khoan đã. Em cần có bồn cầu. Và chị có ngay đây. Ta-da. Sơn thôi nào. Bồn cầu trắng sạch sẽ là chuẩn nhất. Chỉ cần đặt nó lên bệ như thế này. Nắp mỏng tinh tế lên. Ngắm nhìn thanh quả. Duyệt. Duyệt. Nhưng còn thiếu gì đó. Eo ơi. Vẫn còn mùi lắm bà con ơi. Xong rồi. Chỉ nha khoa. Chú ấy cứ ném đồ tùm lum vào người mình. Nhưng mình sẽ tận dụng nó. Bồn cầu của quý cô ạ. Cậu có thể làm chuyện hệ sự rồi. Chúc vui vẻ. Cứ thoải mái riêng tư nha. Tớ ngồi trong này chán lắm. Biết rồi này. Đọc gì được ta. Ú là la. Vào việc thôi. Sắp xong rồi. Chuẩn. Của cậu đây Barbie. Kính của mình đâu nhỉ? À thấy rồi. Hơn rồi. Này, bộ đồ dễ thương quá. Nhưng làm như thế nào nhỉ? Oh, chờ một chút. Bingo. Dầu gội đâu? Không còn nữa. Mình sẽ cắt cái hộp này ra. Xong. Gặp lại bạn Sơn nè. Màu trắng lúc nào cũng đẹp. Nhưng có hoa văn thì đẹp hơn. Hả? Chuyện gì vậy trời? Không, cứ anh ấy đi. Lần nào cũng xúc động. Chắc là phim buồn lắm. Người mất, người lại được.
cũng không đến nỗi tệ. Méo mó còn hơn không nhở? Đó, phải dán khăn giấy thật chặt nè. Ok rồi đấy. Nhưng chúng ta vẫn cần kệ. Không gì mà bìa cứng không xử lý được. Tuyết, đặt ở đây nè. Gì đây? Cuối cùng mình cũng có chỗ đựng đồ. Cậu thích không? Nhưng tấm màu trắng điểm ở đâu? Khoan, có gương đây rồi. Cho cậu đấy. Rất là hợp luôn nha. Ok, tiếp theo là bàn trang điểm. Tôi biết lấy ở đâu rồi. Đi theo ta nào. Nó dính chặt quá à. Mình chỉ cần một chút keo nóng thôi. Và vài cái kệ nữa. Gần xong rồi. Còn chân bàn nữa. Quá ổn áp. Mình chọn phong cách giữa thế kỷ hiện đại. Nhưng tôi sẽ ngồi ở đâu? Cậu đòi hỏi quá. Ui, đợi một tí nhá. Tôi có ý hay lắm. May mà có sẵn cái này. Phải làm cho nó thật ướt. À, đất bọt siêu cấp đây. Vừa đủ luôn. Thôi nào, dính đi. Vậy là xong. Ghế đầu có ngay đây. Mời quý cô. Để tớ ngồi thử xem. Wow. Tuyệt, và thêm vài chi tiết nữa. Trang trí thật là nghệ nè. Thật đẹp phải không? Ê, ý này hay đấy chứ. Bảng đếm ngược này. Sắp tự do rồi. Cái này cho em này Barbie. Tuyệt, làm cho em một tấm thảm nha. Chẳng ai thích sàn nhà lạnh như băng. Dù chỉ là một tờ giấy vệ sinh. Dễ thương quá phải không? Hoàn hảo. Ok là. Ôi không, không thể để chỗ này trống. Sao trang trí lại khó đến vậy? Chờ một chút. Người đẹp ngủ trong rừng đang đếm cừu. Vậy mình sẽ lấy chậu hoa. À, mình quá xịn. Đặt ở đây rất hợp nè. Hãy xem không gian ấm cúng của cậu. Tất cả đều dành riêng cho cậu. Oh yeah. Cậu thậm chí còn có hoa tươi và một bàn trang điểm. Cái lồng này đẹp hơn phòng giam của tớ. Cuộc sống sướng thế nhỉ. Đã đến lúc chúng ta phải đi. Ô, thật hay đùa vậy. Mới có 5 phút trôi qua. Hả? Có đời hết à? Hay là tù nhân bị kích động? Cái quái. Cái lồng nhìn sang chảnh quá. Phải đi xem mới được. Thứ đó đẹp quá. Cái quái. Đi vào trong đi, Ken. Chỗ này nhìn ngồi đấy. Có hơi nữ tính nhưng chắc em sẽ quen thôi. Cơ hội đây rồi. Hãy chuồn khỏi phòng giam này. Wow. Khoan. Tớ chưa bao giờ thích màu cam. Cậu cũng vậy. Bay đồ dở hơi. Quay lại đây. Bọn tội phạm. Quay lại hiện trường vụ án. Chị Thu Ngân. Chị ơi, em nè. Em ơi. Mình phải làm gì bây giờ? Cảnh sát. Ông, mình quá đen đủi mà. Hả? Dưới này. Mong là gặp người tử tế. Wow. Hôi quá. Chị sẽ tắm rửa cho em. Đầu tiên là cởi quần áo bẩn ra nha. Chị sẽ dùng mẹo thần kỳ với kem đánh răng. Có thực sự cần thiết không vậy? Nàng vui tươi, đầy hứng thú. Vẫn có mùi. Em cần được tắm cẩn thận gái ạ. À, cuối cùng cũng được dùng bia đựng tài liệu vào việc gì đó. Hoa đẹp cho quý cô xinh đẹp nè. Mình chọn phong cách gái quê kiều diễm. Hẳn các bạn đang thắc mắc tớ đang làm gì nhỉ? Tớ đang làm phòng tắm thanh lịch cho người bạn mới nè. Giờ thì gắn nó vào ống hút màu hồng. Phải cầm cho chắc tay mới được. Không muốn có lỗi nào đâu. Wow, ú là trời. Đẹp quá đi. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Đây rồi nè. Mình sẽ gắn rèm công túa này vào để búp bê có không gian riêng tư. Đến giờ đi tắm. Cứ thong thả trong đó. Đừng có lo, có đủ nước nóng mà. Wow, em thơm phức rồi. Mình cần tìm quần áo cho em. Nhưng đồ này bẩn lắm rồi. Mình biết một mẹo. Màu vàng và màu tím, hai màu yêu thích của mình.
quần áo thiết kế xong. Mình mặc đồ đôi. Nhưng chỉ có nhiều đồ trang trí. Chị sẽ thêm vài chi tiết cho em. Sáng chói như viên kim cương. Nhìn em thời thượng quá đi. Em cần có nhà. Wow wow wow. Đơn của bạn đã đến rồi. Yay. Cảm ơn. Wow. Nhà trong mơ này. Em thấy sao nào? Wow, nhà trong mơ của em. Wow. Đến với mẹ nào. Hả? Hả? Bố ơi! Sao con yêu? Bố dựng cho con được không? Ừ, được. Yay. Để bố nghiên cứu. Bố, dễ lắm ạ. Bố không chắc về điều đó. Bố xin lỗi con yêu. Bố có việc phải làm rồi. Vậy thì mình sẽ thử tự làm. Được rồi. Thử nào. Chắc là lắp vào đây nhỏ. Em có thích không? Wow, nhà đỉnh của chất. Em có một phòng bếp, một phòng khách và một phòng ngủ. Đừng đánh thức em nếu đây là giấc mơ. Em có thích không? Giỏi lắm con yêu. Con cảm ơn. Con sửa tủ quần áo luôn được không? Không, bố. Mình suýt thì quên mất. Chúng mình cần chuẩn bị đồ ăn cho em nữa. Đi nào. Em cần một bữa ăn healthy và ngon miệng. Chắc em tu mấy kiếp mới có bạn tốt như chị. Chị là vị thần có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Mình sẽ gắn dây điện trước. Sau đó đốt lửa. Giờ thì nấu ăn thôi. Chúng mình cần quả trứng tí tị cho chiếc nồi tí tẹo. Dùng xi lanh là dễ nhất đó. Có thức ăn rồi. Chúc ngon miệng nha. Wow, chắc chắn nhìn ngon hơn thức ăn trong thùng rác. Đói bụng quá. Mình đi dạo được không em? Em không muốn đi dạo. Em no quá. Khoan, để chị lo. Ống hút. Có. Đầu tiên. Keo. Có. Ta sẽ dán chúng vào nhau thế này. Hoàn hảo. Thật may vì bố có quá trời đĩa CD cũ ở trong nhà để xe. Ta có thể dùng hộp nhỏ này làm ghế ngồi. Xe đạp đã sắp xong rồi nè. Wow, khuôn mặt mới. Nào, chào, mình là bạn nhá. Hi. Này, chào. Vui được gặp cậu. Búp bê xinh đó nha. Búp bê của cậu cũng rất đẹp. Steve. Chờ con chút mẹ. Steve. Cậu có muốn đi chơi với tớ không vậy? Có chứ. Vậy được, tớ phải đi rồi. Mai chúng mình gặp nhau nhé. Tạm biệt. Không. Ôi không. Nữ hoàng ơi, nói gì đi. Không phải thế này. Chúng mình cần kiểu tóc mới gái ạ. Ôi không. Xin lỗi gái, chúng ta không thể làm gì khác được đâu. Giờ chị muốn em thả lỏng và tin tưởng chị được không? Chị chỉ cắt một xíu thôi. Tóc này không hợp với em. Chị lại thích vẽ trên mặt phẳng cơ. Tóc Rapunzel ơi, trông lúc mất rồi. Thôi đừng lo, có chị mà. Chà, chắc sẽ hơi đau đấy. Cô dâu ma cũng chẳng sánh nổi với em đâu. Cảm giác giống như được massage vậy. Ôi, mái tóc đẹp quá. Sẵn sàng. Ôi, Sabi, chúng em giống hệt chị. Xinh đôi. Khoan, nhưng chúng ta chưa xong. Chào mừng đến với viện thẩm mỹ. Xin mời ngồi. Đã đến lúc vẽ móng rồi. Yep. Đừng lo nha, không đau đâu. Đừng thử cái này lên tay nha các bé. Nóng lắm. Hoàn hảo. Giờ chỉ có rất nhiều màu sắc. Chọn một đi. Màu nào cũng đẹp hết. Nhưng em thích màu này nhất nè. Được. Bắt đầu thôi. Mong là nó không bị khô. Nói đến việc sơn móng tay thì độ chính xác chính là mấu chốt. Wow, đỉnh của chóp. Lại đây để chị nhìn cưng rõ hơn nào. Đây chính là kiệt tác làm móng cả nhà. Đây sẽ là buổi hẹn đầu tiên. Có thể phải giúp cho đôi môi em căng bóng. Cứ ngồi thoải mái.
Được rồi nè, chị đắp chăn cho em ấm nhá. Thật ấm cúng phải không nào? Vậy, bắt đầu. Đầu tiên ta cần bôi chút keo lên. Nín thở xíu. Giờ, điều diệu kỳ nè. Bụi tiên cho đôi môi lấp lánh. Kim tuyến, săn môi và môi căng mọng. Nhìn em cháy lửa ghê. Chị trang điểm cho em đẹp quá. Em không thể đi hẹn mà thiếu giày. Ôi không, chắc em làm rơi Louboutin ở đâu rồi. Chị biết một mẹo. Không phải chú hề, nhưng chị biết cách xử lý bóng bay. Cắt. Đây sẽ là đôi bốt diệu kỳ nhất. Thiết bị sấy khô cực nhanh nè. Wow, tuyệt. Kìa chị ơi, em bị lộn ngược. Xin lỗi, chị không cố ý làm thế đâu. Hoàn tất đôi giày thôi nào. Giờ thì cắt ra nè. Mình phải hết sức cẩn thận mới được. Đôi bốt cho nàng xài bước, hãy tự tin bước đi. Giờ thì son thôi. Màu hoa oải hương nè. Xinh quá, nhưng kim tuyến bao nhiêu cũng không đủ. Này, Lady Gaga cũng sẽ ghen tị cho xem. Giờ thì làm áo hợp màu thôi. Chiếc áo này sẽ hợp đi dự thảm đỏ luôn. Không cần phần thừa. Gần xong rồi, thêm một chi tiết nữa. Và voila. Tuyệt, bây giờ chị làm chân váy. Chuẩn luôn nè. Wow, quần áo này đẹp quá đi mất. Mặc thử xem nào. Là trời. Em cần túi rách. May mà mình không vứt bàn chải đánh răng cũ đi. Hạt nhựa màu hồng là tuyệt nhất quả đất. Xin chào kẹo nữa nha. Lại phải dùng đến em. Mình sẽ gắn hết luôn. Kiểu tiên cá. Tuyệt quá đi. Chị sẽ đặt túi vào bàn tay nhỏ nhắn. Vừa như in. Mình cần gọi hộ chị em. Mấy nàng, đến đây mà xem này. Em ấy đẹp lộng lẫy. Tớ đợi nhá. Em ấy đâu? Wow. Làm cho tớ bé tớ nhỉ. Không có thời gian, tụi tớ có hẹn rồi, bye. Không. Mình sẽ mặc gì bây giờ? Ở đâu? Đây. Em không sao chứ? Vâng, tìm quần áo cho chị nào. Em ở đây, chị đi thay đồ. Phải mặc gì bây giờ ta? Bộ này chắc là đẹp nè. Em thấy thế nào? Em không. Bộ này thì sao? Không tệ ha. Em nghĩ chị nên mặc gì đó đẹp hơn. Chiều lòng em khó quá đi mất. Sao? Ôi dở ơi biết bơi. Mặc đồ giống như của em đi. Em nói đúng. Wow cưng xỉu. Chúng mình đều rất xinh. Chuẩn rồi ha. Chúng mình là biểu tượng thời trang, khơi dậy Ariana Grande bên trong mình. Vogue tạo dáng nè. Đi thôi. Chị đừng quên tôi nhé. Đói bụng ghê. Anh cũng thế, nhưng phải đợi bạn ấy đã. Chào cậu. Xin chào người đẹp. Chào anh. Tóc em đẹp lắm. Em cảm ơn. Tôi cũng thích tóc cậu lắm. Cảm ơn cậu. Chào buổi tối, hai người muốn gọi món gì nào? Một pizza. Được ạ. Và một pizza nữa cho chúng tôi. Được luôn. Cậu làm bài tập về nhà chưa? Tớ làm xong lâu rồi. Còn cậu? Pizza của bạn đây. Ngon miệng. Chúng tôi không có pizza siêu nhỏ tí hơn. Nhưng chúng tôi ăn gì?
Ôi, tôi có một ý tưởng. Ta hãy dùng cái này và cắt miếng nhỏ xíu thì pizza lớn. Của tuyệt bạn quá. Đây. Wow. Chúc món mì ăn. Cảm ơn. Bà cháy bỏ chết. Chuẩn.